ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời còn lại của tuổi Đinh Dậu. Sinh năm 1957, tránh được là tuổi già bình an, giàu sang, an nhàn, hưởng phúc, cả làng ngưỡng vọng. Nhân sanh đinh tự biến thành tan, lo thiểu vô an hạn bất chu, sở hữu ngoại nhân y hữu định, thân cư quan hủy bá niên trường, chữ đinh số cũng quạnh hiu. Người sanh chữ ấy chọn đời âu lo, tuổi nhỏ bệnh hoạn ốm đau, lớn tuổi cô quạnh một mình thảm thương, số này lập nghiệp tha phương. Có chí tu niệm kính tin Phật trời, nếu mà giữ dạ hiền lương, tuổi già sẽ được lộc tài tự nhiên, những người có chí thiện nhân, có khi lao khổ có ngày thành thơi. Hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Dậu đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý cô bác mạnh khỏe, cả đời bình an, giàu sang, hưởng phúc. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu kính mến, trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô bác về ba hiểm họa tiềm ẩn trong cuộc đời còn lại của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957 mà chưa có ai từng tiết lộ. Và quý cô bác nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý cô bác đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ không để quý cô bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời còn lại của tuổi Đinh Dậu. Sinh năm 1957, tránh được là tuổi già bình an, hạnh phúc ngập tràn, cả làng ngưỡng vọng. Tuổi Đinh Dậu như ngọn lửa bùng cháy, năm ấy 1957 tươi sáng mênh mông, cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng trong lòng vẫn đỏ rực lửa cháy, trung niên đến tuổi xuân chưa phai. Bước chân trên con đường đầy hy vọng, trái tim hồng thắp ngọn lửa tình yêu, làm chảy tan lạnh giá mùa xuân đến, nắng hạ ấm áp mát lạnh mùa đông, làm ấm lòng người và tâm hồn. Tuổi Đinh Dậu biết trân trọng tất cả để xây đắp một bến bờ tương lai, từng bước vững chãi trên đường đời, không sợ khó khăn không sợ gian khổ, sức mạnh tinh thần là nguồn cảm hứng. Vươn lên tỏa sáng trong bất kể hoàn cảnh nào, tuổi Đinh Dậu ấy thật đáng tự hào, với thành tựu và trái tim nhân hậu, sống trọn vẹn yêu thương và chia sẻ, tuổi Đinh Dậu mãi mãi ngọt ngào. Video gồm có các nội dung chính sau. 1. Tổng quan tính cách tuổi Đinh Dậu. 2. Phương diện sự nghiệp, tình duyên gia đạo, sức khỏe của tuổi Đinh Dậu. 3. Những tuổi hợp và tuổi đại kỵ với tuổi Đinh Dậu. 4. Ba hiểm họa cần tránh trong những năm còn lại của cuộc đời Đinh Dậu và cách hóa giải. 5. Tử vi tuổi Đinh Dậu theo các mốc thời gian trong cuộc đời. 6. Tử vi tuổi Đinh Dậu theo tháng sinh âm lịch. 7. Lời nhắc mệnh. Đầu tiên là tổng quan tính cách tuổi Đinh Dậu. Theo sách tử vi cổ học Phương Đông ghi chép lại, phần lớn người tuổi Đinh Dậu có mệnh cách mạnh mẽ, nhiệt huyết và sáng tạo. Đinh Dậu có khả năng lãnh đạo tự nhiên và sự quyết đoán trong việc đạt được mục tiêu. Quý mệnh thường có tầm nhìn rộng lớn và sự sáng tạo, giúp thúc đẩy sự phát triển và đạt thành công trong nhiều lĩnh vực. Người tuổi Đinh Dậu thường là những người quyết tâm và không ngại đối mặt với khó khăn. Quý mệnh có ý chí mạnh mẽ và sẵn lòng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Ngay từ khi còn trẻ, Đinh Dậu đã không ngại bất kỳ công việc nào. Quý mệnh làm tất cả mọi thứ để lo cho con cái, lo cho gia đình và để có một tương lai tốt hơn. Và kỳ thực giờ đây, khi đang ở ngưỡng tuổi tứ tuần, quý mệnh đã đạt được điều đó rồi. Người tuổi Đinh Dậu thường rất quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ và tạo sự ổn định xung quanh mình. Quý mệnh có lòng nhân hậu và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với người thân yêu. Đinh Dậu thích khám phá và phiêu lưu trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Dậu thường có niềm đam mê khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, đem lại cho cuộc sống của quý mệnh sự thú vị và đầy sức sống. Ngoài ra, Đinh Dậu tính thẳng thắn, rất ghét quanh co và những kẻ dối trá. Một khi gặp ai xấu tính, quý mệnh có thể vạch thẳng mặt và không tiếp xúc lần hai. Bên cạnh những ưu điểm trong tính cách thì Đinh Dậu cũng có vài nhược điểm, đó là quý mệnh thường làm việc trong tâm thế khá nóng nảy. Cái tôi cao không thích bị phán xét, lại đa nghi nên dễ bị cảm xúc chi phối mà cả giận mất khôn, gây hối tiếc về sau. Đôi khi quý mệnh làm việc quá nhanh chóng vội vàng nên không thể tránh được những sai sót. Lúc đó có ai đó chỉ ra lỗi sai của quý mệnh, thì mặc dù quý mệnh không tỏ thái độ ra bên ngoài, nhưng kỳ thực quý mệnh không vui khi bị ai đó phán xét chỉ ra lỗi sai. Một nhược điểm khác nữa là có thể Đinh Dậu trở nên quá mức lo lắng và căng thẳng. Quý mệnh có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về những khía cạnh tiêu cực và lo sợ về những điều không kiểm soát được. Đã đến độ tuổi nghỉ hưu chỉ ở nhà, không đi kiếm tiền, nên đôi khi chỉ vì con cái đi làm về mệt mỏi, hay có chuyện gì đó không vui, lỡ nói nặng lời với Đinh Dậu, cũng khiến con giáp này suy nghĩ, tuổi thân cả đêm không ngủ được. Có lẽ quý mệnh đang nghĩ rằng mình đã già,
không làm được gì, đang làm phiền đến con cháu đúng không nào, nhưng xin quý mệnh hãy gạt bỏ ngay những suy nghĩ ấy. Hãy sống vui khỏe tận hưởng những tháng ngày còn lại này, vì quý mệnh đã dành cả cuộc đời lo cho con cháu rồi, quý mệnh xứng đáng được nghỉ ngơi. Tiếp theo ta cùng tìm hiểu về phương diện sự nghiệp của Đinh Dậu, sinh năm 1957. Về cơ bản, thì đến giờ phút này, đa số Đinh Dậu đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, nhưng ta cũng cùng nhìn lại quá khứ để xem Đinh Dậu đã kiên cường thế nào trong cuộc sống này. Sách tử vi cổ học có chép, tuổi Đinh Dậu mang mệnh phú quý giàu sang, nhưng trên con đường đến đó cần phải trải qua nhiều gian nan vất vả. Đinh Dậu đã từng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép trong công việc, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì họ cũng không thể tránh khỏi sự giàu sang quyền thế, nhờ có phúc dày mệnh lớn, mà có những lúc từng rơi vào bế tắc, rơi vào đường cùng thì bỗng lại xuất hiện một thế lực nào đó, giúp Đinh Dậu vươn lên bứt phá thành công. Có những lúc Đinh Dậu muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ đời thì cuộc đời lại vỗ về Đinh Dậu, ban cho Đinh Dậu chút tài lộc, để giờ đây Đinh Dậu đã được an nhàn hưởng lạc, không lo nghĩ nhiều. Có thể kết luận rằng, sự nghiệp của Đinh Dậu trong tiền vận có nhiều xui xẻo, ít sự giúp đỡ, thời kỳ trung vận thì ngược lại gặp nhiều may mắn hanh thông, thời kỳ hậu vận được hưởng an nhàn sung sướng. Đến tuổi về hưu, một số người tuổi Đinh Dậu vẫn ham công tiếc việc mà chưa chịu nghỉ ngơi, nhưng đến độ tuổi 67 này, người tuổi Đinh Dậu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong suốt thời gian làm việc. Họ có thể áp dụng những kiến thức này vào việc tư vấn, giảng dạy hoặc trở thành nguồn lực đáng tin cậy cho người khác. Sự trải nghiệm của họ cũng có thể giúp họ định hình lại sự nghiệp theo hướng mới, kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược với kinh nghiệm và sự tự tin tích lũy qua thời gian. Người tuổi Đinh Dậu có thể sử dụng kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược để đóng góp trong các vai trò tư vấn, giám sát hoặc tham gia các dự án và tổ chức. Đa số Đinh Dậu còn lại đã về hưu, lúc này có nhiều người chưa quen với việc nghỉ ngơi nên họ vẫn kiếm một vài công việc để làm thêm, hoặc có thể tìm kiếm những hoạt động mới mà họ đam mê. Điều này có thể bao gồm tham gia vào các sở thích cá nhân như nghệ thuật, âm nhạc, du lịch, hoặc thậm chí khởi nghiệp một dự án riêng. Việc tìm thấy niềm đam mê mới sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo hướng khác. Vậy, liệu về phương diện tình duyên gia đạo của Đinh Dậu, sinh năm 1957, sẽ như thế nào? Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Đinh Dậu đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng và không thích đưa ra quyết định nhanh chóng. Việc chọn một người bạn đời là quyết định lớn trong cuộc đời và họ muốn đảm bảo rằng quyết định đó được đưa ra một cách chín chắn và cân nhắc. Họ thường có quan niệm cao về tình yêu và hôn nhân, họ coi tình yêu là một sự cam kết lớn và muốn xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy và vững chắc. Người tuổi Đinh Dậu thường đánh giá cao sự ổn định và đáng tin cậy trong mối quan hệ, họ muốn chọn một người bạn đời có tính chất trung thành, trung thủy và đáng tin cậy. Việc lựa chọn một người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp họ xây dựng một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Do đó, việc lựa chọn một người bạn đời phù hợp là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời của Đinh Dậu. Sau khi có gia đình, họ đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu và có lòng trung thành, sự yêu thương sâu sắc đối với gia đình. Người tuổi Đinh Dậu có tính chất quan tâm và hỗ trợ người khác trong mối quan hệ tình cảm. Họ thường là người lắng nghe và tạo điều kiện cho người đối tác tự do thể hiện phát triển bản thân. Họ có sự kiên nhẫn, sự thông cảm và tôn trọng đối với người đối tác. Trong tình yêu và hôn nhân, họ cũng cống hiến và trung thủy trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đồng nghĩa với điều đó thì họ lại có yêu cầu rất cao ở người bạn đời của mình. Họ không bao giờ chấp nhận một người bạn đời nào thiếu sự thủy chung. Còn sau khi về hưu, bạn dành thời gian và năng lượng để chăm sóc và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với gia đình, tham gia các hoạt động chung như đi dạo chơi, du lịch, ăn tối với gia đình hoặc tổ chức các buổi họp mặt thường xuyên, tạo ra không gian và thời gian để tận hưởng sự gắn kết và chia sẻ với nhau. Bạn có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính, tư vấn hoặc giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày, hiểu và chia sẻ niềm vui, khó khăn của gia đình để tạo ra một môi trường ủng hộ và an lành. Bạn cũng cần tạo ra không gian và thời gian riêng cho mình và đối tác, hãy thả lòng và thưởng thức những hoạt động thú vị cùng nhau, như xem phim, đi du lịch hay thực hiện những sở thích chung. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ và tạo ra niềm vui, hạnh phúc trong gia đình. Tiếp theo là về phương diện sức khỏe của Đinh Dậu. Về sức khỏe, người tuổi Đinh Dậu thường có độ bền vững và sức chịu đựng tốt. Họ thường có thể vượt qua những thử thách và khó khăn với sự kiên nhẫn và ý chí mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ở độ tuổi tứ tuần này, bạn cần lưu ý một số bệnh sau. Về vấn đề tiêu hóa, có thể gặp các vấn đề như khó tiêu,
viêm loét dạ dày, tiểu đường, rối loạn chức năng gan và mật, táo bón hoặc tiêu chảy. Vấn đề về hệ thần kinh như đau thần kinh, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, các vấn đề liên quan đến tâm lý như lo âu và trầm cảm. Vấn đề về hệ tim mạch, nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ và xơ vữa động mạch cũng có thể tăng. Vấn đề về xương và khớp, tuổi già có thể mang đến vấn đề về xương và khớp như loãng xương, viêm khớp, thoái hóa khớp và đau lưng. Vấn đề về hệ hô hấp, người tuổi Đinh Dậu có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về hệ hô hấp như hen suyễn, viêm phổi và các bệnh lý liên quan đến phổi. Để tránh được những căn bệnh trên, quý bản mệnh cần duy trì một lối sống lành mạnh, đảm bảo bạn có một chế độ ăn uống cân đối, bao gồm nhiều rau, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và giảm tiêu thụ các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe như thực phẩm nhanh, đồ ngọt và mỡ động vật, hạn chế tiếp xúc với chất gây ô nhiễm và thực hiện thể dục đều đặn để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Thực hiện kiểm tra y tế định kỳ, điều quan trọng là thực hiện các kiểm tra y tế định kỳ và khám sức khỏe theo lịch trình được đề ra bởi bác sĩ. Điều này giúp phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Điều chỉnh lối sống, hãy cố gắng loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá và uống rượu quá mức vì chúng có thể gây hại đến sức khỏe. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cân nặng, hãy tìm cách giảm cân hoặc duy trì cân nặng lý tưởng để giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến cơ thể. Thực hiện biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng, thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách và hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe của bạn. Tìm sự hỗ trợ chuyên môn, nếu bạn đã được chẩn đoán mắc một bệnh cụ thể, hãy tuân theo hướng dẫn và điều trị từ bác sĩ khi bạn loại bỏ bệnh tật và khắc phục vấn đề sức khỏe. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện, bạn có thể trở lại hoạt động hàng ngày, tận hưởng cuộc sống và tham gia vào những hoạt động mà bạn yêu thích. Tiếp theo đây là những tuổi hợp và tuổi đại kỵ với tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Dậu nếu hợp tác làm ăn với người tuổi Mậu Tuất, Giáp Thìn, Nhâm Dần thì công việc diễn ra suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công. Trong kết hôn, tuổi Đinh Dậu hợp với Nhâm Dần, Mậu Tuất, Giáp Thìn, Bính Thân. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu cần hạn chế tiếp xúc với người tuổi Bính Ngọ, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Ngọ vì đây là những tuổi đại kỵ với Đinh Dậu về mọi mặt. Còn ngay bây giờ là điều cần lưu ý nhất của lá số tử vi này. Ba hiểm họa cần tránh trong những năm còn lại của cuộc đời Đinh Dậu và cách hóa giải. Trong những năm còn lại của cuộc đời Đinh Dậu, có ba hiểm họa mà bạn cần tránh và hóa giải để đảm bảo sự an lành và hạnh phúc. Dưới đây là ba hiểm họa đó và cách hóa giải chúng. Hiểm họa thứ nhất, sự căng thẳng và căng thẳng tinh thần. Sự căng thẳng có thể xuất hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm công việc, học tập, gia đình, tài chính và các tình huống xã hội khác. Đa số tuổi Đinh Dậu giờ phút này căng thẳng tinh thần, chủ yếu về mặt áp lực tài chính như hưu trí không đủ, chi phí y tế và sự phụ thuộc vào người khác. Tình huống này có thể gây ra căng thẳng cả về tâm lý và cơ thể. Dấu hiệu của căng thẳng và căng thẳng tinh thần có thể bao gồm cảm thấy lo lắng, căng thẳng áp lực, khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, mệt mỏi và thiếu năng lượng, sự tập trung kém và khả năng đưa ra quyết định giảm, thay đổi tâm trạng như tức giận, khó chịu hoặc buồn bã, triệu chứng về cơ thể như đau đầu, đau lưng, đau cơ hoặc tiêu chảy. Cách hóa giải. Để giảm căng thẳng và căng thẳng tinh thần, có một số cách hóa giải hiệu quả như thực hiện các phương pháp thư giãn như thiền định, yoga hoặc những hoạt động giảm căng thẳng khác. Duy trì một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối, vận động thể chất đều đặn và đủ giấc ngủ. Tham gia vào những hoạt động giải trí thể dục nhẹ và các câu lạc bộ dành cho tuổi già để tinh thần thoải mái hơn. Hiểm họa thứ hai, vấn đề tài chính và tiền bạc. Thường ở độ tuổi này, Đinh Dậu không còn thu nhập hoặc có thu nhập hưu trí thấp do họ không đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc không có quỹ tiết kiệm đủ lớn để hỗ trợ chi phí sinh hoạt sau khi về hưu. Thu nhập hưu trí thấp có thể gây ra sự thiếu hụt tài chính và khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, chăm sóc y tế và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, Đinh Dậu thường phải đối mặt với nhu cầu chăm sóc y tế cao hơn, bao gồm việc điều trị bệnh lý mãn tính, thuốc men và thăm khám định kỳ. Các chi phí y tế không được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đầy đủ có thể gây ra sự cạn kiệt tài chính cho Đinh Dậu. Cách hóa giải. Để tránh vấn đề tài chính và tiền bạc, Đinh Dậu hãy lập kế hoạch tài chính cá nhân, bao gồm việc xác định thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Điều này sẽ giúp họ có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và có khả năng quản lý tài chính hiệu quả hơn.
Họ tiết kiệm để tạo dự trữ tài chính và đối phó với những tình huống khẩn cấp, có thể đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể và hỗ trợ họ xác định các khoản tiết kiệm có thể, chẳng hạn như giảm chi tiêu không cần thiết hoặc tìm kiếm các chương trình tiết kiệm khác. Bạn có thể tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung, chẳng hạn như làm công việc bán thời gian. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính dành cho Đinh Dậu, như trợ cấp xã hội, chương trình y tế cho Đinh Dậu và các gói hỗ trợ khác. Hiểm họa thứ ba, sự cô đơn và cảm giác không thỏa mãn về mối quan hệ. Một số Đinh Dậu lúc này đối mặt với việc mất đi bạn đời hoặc đối tác đồng hành. Sự mất mát này có thể gây ra sự cô đơn sâu sắc, họ không có bạn đời hoặc không còn những người bạn để cùng sẻ chia tâm sự nữa. Hãy tưởng tượng trong cuộc sống này, không có bạn bè, bạn sẽ như thế nào, hoặc vẫn còn bạn bè. Nhưng do tuổi cao sức yếu nên có thể gặp hạn chế về vận động và khả năng di chuyển, làm cho việc giao lưu hạn chế hơn. Một số Đinh Dậu khác có thể có sự hỗ trợ từ gia đình về vật chất, không lo thiếu tiền, nhưng lại cảm thấy cô đơn và thiếu sự kết nối với con cháu hoặc các thành viên trong gia đình. Cảm giác bị bỏ rơi hoặc không được quan tâm đủ có thể gây ra sự cô đơn và cảm giác không thỏa mãn về mối quan hệ. Cách hóa giải. Để tránh sự cô đơn và không thỏa mãn về mối quan hệ, khuyến khích Đinh Dậu tham gia vào các hoạt động xã hội trong cộng đồng như câu lạc bộ, nhóm văn hóa, câu chuyện kể hoặc nhóm tập thể dục. Những hoạt động này không chỉ giúp tạo ra mối quan hệ mới mà còn tạo ra cơ hội để chia sẻ sở thích và tương tác xã hội. Đinh Dậu hãy duy trì và tăng cường liên lạc với gia đình, con cháu, những người thân yêu, sử dụng các phương tiện truyền thông như điện thoại, video hoặc gửi thư để duy trì sự kết nối và tương tác. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến chuyên gia như tâm lý học hoặc tư vấn tâm lý có thể giúp mình xử lý cảm giác cô đơn và không thỏa mãn về mối quan hệ. Bên cạnh đó, tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ và cộng đồng dành cho Đinh Dậu như nhóm hỗ trợ người cao tuổi, các trung tâm thể dục và giáo dục cho Đinh Dậu hoặc các khóa học và hoạt động xã hội cung cấp môi trường kết nối và hỗ trợ tinh thần. Thật may mắn và phúc phận cho quý mệnh nào đã kiên nhẫn lắng nghe đến giờ phút này. Tiếp theo đây là tử vi tuổi Đinh Dậu theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Mời quý mệnh cùng chiêm nghiệm. Tuổi Đinh Dậu được xem là một trong 69 tháng trong vòng quay của hồi sinh. Dưới đây là một tổng kết về tuổi Đinh Dậu theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Giai đoạn tuổi trẻ, từ 0 tới 12 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Dậu thường được mô tả là năng động, sáng tạo và tỏa sáng. Họ có tinh thần khám phá mạnh mẽ, sự sáng tạo và thể hiện khả năng lãnh đạo sớm. Tuổi từ 13 tới 24 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Dậu có xu hướng nổi bật trong việc theo đuổi sự nghiệp và học hỏi. Họ có khả năng độc lập cao, ý chí mạnh mẽ và khao khát thành công. Tuổi từ 25 tới 48 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Dậu thường tập trung vào sự nghiệp, gia đình và xây dựng một cuộc sống ổn định. Trong thời điểm này, họ gặp phải một vài khó khăn, có khi lên voi xuống chó, nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ, họ có khả năng quản lý tài chính tốt, làm việc chăm chỉ, nên tất cả sẽ vượt qua và đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuổi từ 49 tới 60 tuổi. Đây là giai đoạn khi người tuổi Đinh Dậu bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già. Họ có thể trải qua sự thay đổi trong sự nghiệp hoặc cuộc sống gia đình, có nhu cầu tìm kiếm mục tiêu mới hoặc tìm kiếm sự thỏa mãn từ những gì họ đã đạt được. Tuổi già tức trên 60 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Dậu thường tìm kiếm sự bình yên và trân trọng cuộc sống. Họ có thể thích tập trung vào sức khỏe, gia đình và quan hệ xã hội. Họ cũng có thể thấy hứng thú trong việc khám phá sở thích mới và tận hưởng cuộc sống một cách tĩnh lặng. Sau đây, ta hãy cùng theo dõi vận mệnh tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, theo tháng sinh âm lịch. 1. Đinh Dậu sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng này thường có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, thông minh và sáng tạo. Họ có ý chí kiên cường và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, họ cũng có thể cứng nhắc và đôi khi khó cảm thông với người khác. 2. Đinh Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Tử vi người sinh tháng 2 âm lịch có thể coi là đại cát, dễ kiếm được tiền bởi bố cục tháng của bản mạng là nguyệt lệnh đồng vượng mộc. Thiên tài tương sinh thực thần ở thiên can tháng và thiên can năm, đồng thời nguyệt lệnh mão tương xung bản mệnh Đinh Dậu. 3. Đinh Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Tử vi người sinh tháng 3 âm lịch của người tuổi Đinh Dậu chủ về vận trình chính quan, tương khắc thực thần. Người Đinh Dậu sinh vào tháng này thường sáng tạo, linh hoạt và thích phiêu lưu. Họ có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường và tận dụng cơ hội. Họ cũng có đam mê trong việc khám phá và tìm hiểu kiến thức mới. 4. Đinh Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng này thường thông minh, quyết đoán và thẳng thắn. Họ có khả năng phân tích sự việc một cách nhạy bén và đưa ra quyết định nhanh chóng.
họ cũng có tính cách mạnh mẽ và có thể trở nên kiên cường, cứng rắn trong những tình huống khó khăn. 5. Đinh Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, sinh tháng 5 âm lịch, chủ về mộ thủ tương hợp quý thủy, là chính ấn hòa hợp thực thần. Về địa chi thì nguyệt lệnh và thái tuế, gặp bố cục mão ngọ tương phá, bản mạng cũng rơi vào bố cục phá hoại với nguyệt lệnh. Lúc này, vận trình người tuổi Đinh Dậu ngũ ý đại cát, có quý nhân phù trợ, bạn là người có học vấn cao, tư duy gọn gàng nên xử lý mọi việc rất tốt, gia đình hạnh phúc, bạn là người sống hết mình vì người thân. 6. Đinh Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng này thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo. Họ có sự nhạy bén trong việc đánh giá tình huống và đưa ra quyết định logic. Họ cũng có ý chí kiên cường và sẵn lòng đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, nhiều bệnh tật đeo bám, nhiều họa bất ngờ, tiền tài đều chật vật. Người này bất luận là nam hay nữ thì đều xuất hiện sự tranh chấp về tiền bạc hoặc bị cướp bóc mà mất tiền. 7. Đinh Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Quý mệnh làm việc khá nhiều, thời gian dành cho gia đình ít, đã đến lúc đặt ra một trật tự cho cuộc sống của mình và thiết lập các ưu tiên của quý mệnh. Công việc rất quan trọng, nhưng quý mệnh không thể bỏ qua việc những người thân yêu cần đến mình và mong đợi sự ủng hộ của quý mệnh. Vì vậy, thời điểm này, quý mệnh trở lại và bắt đầu chú tâm đến việc làm điều gì đó tốt đẹp cho những người thân yêu. 8. Đinh Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Mỗi người đều bận rộn với công việc và các vấn đề cá nhân, nhưng quý mệnh có ấn tượng rằng vấn đề của mình là cấp bách và quan trọng nhất, và quý mệnh cư xử như thể mọi người nên theo ý của quý mệnh. Quý mệnh sẽ làm phiền một số người với thái độ này, và khi tến chủ thực sự cần ai đó, tất cả những gì quý mệnh nhận được chỉ là sự quay lưng đi mà thôi. Vận tài lộc khá vượng, bạn có tài làm kinh doanh, được anh em bạn bè giúp đỡ nên khá giả, nhưng tuổi đã cao nên vận trình cũng đã định sẵn là bình an. 9. Đinh Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Đinh Dậu sinh tháng 9 âm lịch, có bố cục nhâm thủy là thương quan, đồng phượng thủy với thực thần quý thủy, nguyệt lệnh và bản mạng rơi vào bố cục thân tuất tương hại, tuất thổ và thái tuế mãng mộc lại tương hợp là bố cục tài hợp ấn. Điều này ngụ ý, mặc dù vận sự nghiệp của bạn có điểm thăng tiến, nhưng trở ngại vẫn ẩn hiện, nam mạng và nữ mạng đều phải ưu sầu vì chuyện con cái. Thời gian này người tuổi Đinh Dậu làm gì cũng phải suy nghĩ thận trọng, tránh tình trạng giữa đường đứt gánh. 10. Đinh Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Quý mệnh kiếm được tiền nhưng cũng tiêu nhiều, vận trình thuận lợi nhưng bạn lại ham chơi hưởng lạc phần nhiều nên tâm trạng hay tự ưu sầu, nên thay đổi và tiết kiệm hơn. 11. Đinh Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Bạn có được sự giúp đỡ từ gia đình và người thân nên công việc hay tiền bạc đều rất thuận, có điều tuổi tác đã cao cũng không nên quá tham lam vì phúc đức bạn khá tốt. 12. Đinh Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Đây cũng là tháng mà tâm tư bạn khá thư thái, mọi chuyện cứ chăm chỉ thì sẽ thành công, bạn rất được con cái hiếu thuận. Còn bây giờ sẽ là lời nhắc mệnh dành cho quý mệnh. Tình yêu thương và sự sẻ chia là những giá trị vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Tình yêu thương giúp chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và mục đích. Khi chúng ta yêu thương và chăm sóc người khác, chúng ta trở nên đáng yêu hơn và tạo ra sự tốt đẹp trong thế giới xung quanh. Tình yêu thương truyền cảm hứng và khích lệ chúng ta sống một cuộc sống đáng sống và đóng góp vào xã hội. Dưới đây là câu chuyện đứa bé yêu thương. Một ngày nọ, có một đứa bé tên là Ananda đến gặp Đức Phật và hỏi: "Thưa Thế Tôn, thế giới này rất đau khổ, làm sao chúng ta có thể giảm bớt đau khổ và tạo ra hạnh phúc?" Đức Phật trả lời: "Đứa bé yêu thương, khi chúng ta yêu thương và chia sẻ với người khác, chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho cả bản thân và những người xung quanh." Ananda không hiểu lắm về ý nghĩa của lời đáp và hỏi tiếp: "Nhưng làm sao để chúng ta yêu thương và chia sẻ?" Đức Phật cười và nói: "Đứa bé yêu thương, hãy hình dung mình là một ngọn đèn. Khi bạn đốt lửa cho người khác, ngọn đèn của bạn không bị mất đi ánh sáng, mà còn giúp ngọn đèn khác sáng lên. Đó chính là cách chúng ta yêu thương và chia sẻ. Bằng cách tạo điều kiện để người khác hạnh phúc, chúng ta cũng tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong lòng mình." Ananda cảm thấy cảm động và hứng thú với lời dạy của Đức Phật. Từ đó, đứa bé quyết định sống theo lời dạy và trở thành một người mang lại hạnh phúc cho người khác bằng cách yêu thương và chia sẻ. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương và sự chia sẻ trong cuộc sống. Nó nhắc nhở chúng ta về sự tử tế và lòng nhân ái, khuyến khích chúng ta sống cuộc sống có ý nghĩa bằng cách giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh. Vậy yêu thương chia sẻ là như thế nào? Thứ nhất, hãy lắng nghe và quan tâm. Hãy lắng nghe người khác một cách chân thành và quan tâm đến những gì họ đang trải qua. Hãy dành thời gian để tìm hiểu về cuộc sống và cảm xúc, nhu cầu của họ.
Thứ hai, hiểu và tha thứ. Hãy cố gắng hiểu và đồng cảm với người khác, dù có những khác biệt và xung đột, hãy có lòng khoan dung và sẵn sàng tha thứ để duy trì tăng cường mối quan hệ. Thứ ba, chia sẻ và hỗ trợ. Hãy chia sẻ những gì bạn có với người khác, không chỉ về tài chính, mà còn về kiến thức, thời gian và sự quan tâm. Hãy hỗ trợ và giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ bằng cách tìm cách đóng góp và chia sẻ kỹ năng của mình. Thứ tư, yêu thương bản thân. Để yêu thương và chia sẻ với người khác, hãy bắt đầu bằng việc yêu thương bản thân, tự trân trọng chăm sóc và làm việc để phát triển một tâm hồn và tinh thần khỏe mạnh, để từ đó có thể truyền cảm hứng và yêu thương người khác. Thứ năm, hành động từ trái tim. Hãy sống một cuộc sống đáng yêu thương và chia sẻ bằng cách hành động từ trái tim. Hãy nhìn thấy và đáp ứng nhu cầu của người khác, tạo ra sự hỗ trợ và niềm vui trong cuộc sống của họ. Thứ sáu, tạo không gian cho tình yêu thương. Hãy tạo không gian và cơ hội để tình yêu thương được thể hiện, tham gia vào hoạt động xã hội, tình nguyện và các dự án từ thiện để gặp gỡ kết nối với những người có cùng tư tưởng và ý đồ. Vâng, cảm ơn quý mệnh đã đồng hành cùng chúng tôi đến giờ phút này. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp cho quý mệnh hiểu rõ hơn về vận trình tử vi của mình. Chúc quý mệnh một đời bình an, giàu sang, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.